Trái với những lời kêu gọi không tổ chức cổ vũ trên sân nhà và sân khách trên các nhóm hội, vẫn có khoảng 500 cổ động viên Nam Định đến sân Lạch Tray để ủng hộ cho đội khách. Với lực lượng là các cầu thủ được đào tạo từ Lò Hoàng Anh Gia Lai, bao gồm Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng và Lương Hoàng Nam, đội Hải Phòng đã áp đảo hoàn toàn đội khách. Các pha phối hợp tốt đã giúp Hải Phòng có các bàn thắng của Mang Đê ở phút 17 và Lương Hoàng Nam phút thứ 26. Trả lời phỏng vấn về thế trận mà đội Nam Định đã thể hiện ở sân Lạch Tray, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết, trận này câu lạc bộ Hải Phòng đã thi đấu rất tốt và chơi hay hơn chúng tôi. Trước trận, câu lạc bộ Nam Định không có lực lượng mạnh nhất, nhiều cầu thủ chấn thương cũng như một số cầu thủ mới trở lại sau đợt sốt virus vừa rồi. Vì vậy tôi cũng muốn tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị, trẻ để chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Dù sao tôi vẫn dành lời ngợi khen các cầu thủ. Tất cả đều duy trì được tinh thần quyết tâm, nhưng cầu thủ chơi chưa được quyết liệt trong một số pha bóng nên đã để câu lạc bộ Hải Phòng tận dụng thành công. Chứng kiến các cổ động viên Nam Định vẫn đi theo cổ vũ cho đội, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nói, tôi rất cảm động và biết ơn các cổ động viên đã không quản ngại đường xa đi cổ vũ cho đội. Trận đấu cuối chúng tôi sẽ thi đấu tốt tri ân người hâm mộ. Bên phía Hải Phòng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết, thắng tất nhiên sẽ vui rồi. Toàn đội đã chơi tốt từ tinh thần đến chuyên môn. Khi câu lạc bộ Nam Định vấp phải sự cố trong những ngày qua, tôi nói với các cầu thủ của mình, sẽ có hai tình huống xảy ra. Một là họ có thể sẽ chơi với 200% sức lực,